Hello, và bây giờ một điệu guitar được chơi trên hợp âm Do 7 sus 4. Ký hiệu của hợp âm Do 7 sus 4 là C7 SCU SC4. Mình xin nhắc lại, ký hiệu của hợp âm Do 7 sus 4 C7 SCU SC4. Đó, nhìn ký hiệu đó là chúng ta đã biết đó là hợp âm, ký hiệu của hợp âm Do sus 4. Do sus 4 gồm có ba ngón trỏ, ngón giữa và ngón út bấm ở ngăn số 3 của dây số 5, dây số 4 và dây số 3. Ngón trỏ bấm ở ngăn số 1 của dây số 2. Đánh từ dây số 5 xuống dây số 2, không đánh dây số 6 và dây số 1. Đó là tọa độ nốt bấm của hợp âm Do 7 sus 4. Đây, thì bấm này. Ba ngón này. Ba ngón bấm ở ba ngăn. Bấm ở bấm ở ngăn số 3 của dây số 5, dây số 4 và dây số 3. Ô, sao dây nó bị rè nhỉ? Ngăn dây ngón trỏ bấm đây, ngăn số 1, dây số 2, đánh dây số 5 xuống dây số 2. Không đánh dây số 1. Điệu xì đô rốc trên hợp âm Do 7 sus 4. Ba lát. Xì đô rốc. Van. Và điệu bốt tông. Bốt tông còn là nhịp 3-4. 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 1. Hợp âm Do sus 4. Âm thanh của hợp âm Do sus 4 này nghe cũng không hay lắm. Nó chìm chìm tối tối. Chặn ba ngón, bấm cả ba ngón ở ngăn số 3, dây 4, dây 3, dây 5. Ngón trỏ bấm một nốt đô. Mình thử giải điệu blue rồi nào. Ở trên âm này xem nó nghe có hay không. Điệu bờ nu là nhịp 2-4. 1 và 2 và 1 và 2 và 1. Xin chào và tạm biệt các bạn.